Bích Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 2 năm 2020. Đến với bản tin hoạt trình đốn gồm có nhận định và phân tích thời sự Việt Nam, tiếng nói cử tri, phóng sự cộng đồng và tin phân tích. Để mở đầu, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích với Võ Thành Nhân và ông Đinh Hùng Cường. Kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình bản tin phân tích ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với ông Đinh Hùng Cường, để tìm hiểu về cái hành động của bà Nancy Pelosi khi mà bà xé cái 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 bài diễn văn của tổng thống Donald Trump như vậy thì nó có một cái vấn đề pháp lý gì hay không và cái hậu quả của nó sẽ như thế nào và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. À, trước hết à, xin được kính chào ông Đinh Hùng Cường Dạ, xin chào Võ Thành Nhân và xin kính chào quý vị khán thính giả. Khi mà ông tổng thống Donald Trump chấm dứt cái cái bài đọc của ông ở tại uh, quốc hội đó thì cái bữa mà State of the Union đó, thì sau đó đứng sau lưng của ông là bà Nancy Pelosi bà xé cái cái, cái bài diễn văn xé từ yeah, từ bà xé nhưng yeah. mà cái hành động như vậy thì nó có cái vấn đề pháp lý nó có thể xảy ra hay không hoặc tại vì đó là một cũng là một cái văn bản của quốc gia vậy à, thưa võ nhân và thưa quý vị à, chúng tôi có tìm hiểu và được biết rằng cái hành động của bà Nancy Pelosi đó nó không có vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ do đó bà đã không bị một cái cáo buộc nào về cái phía phạm luật nhưng cái hành động đó nó gọi là không có uh, properly cho một cái việc làm giữa lúc một ông tổng thống đang gọi là uh, nói một cái chuyện quan trọng của đất nước thành ra cái hành động của bà nó ảnh hưởng thứ nhất đó là cho tới những cái người mà người ta độc lập mà người ta nhìn vô đó và người ta khó chịu.Ý ông Kim Hồng cường nói lá phiếu độc lập những người không có thuộc về đảng dân chủ hoặc là thuộc đảng cộng hòa. Dạ, dạ, thứ nhất là những người về đảng dân chủ thì cũng có một số họ không thấy cái đó là hợp lý nhưng mà có thể vì vấn đề đảng phái và họ không không có cáo buộc cái tội đó nhiều nhưng mà đối với những cái người mà họ đứng ở giữa họ cho không phe đảng nào á thì họ rất là khó chịu thành ra cái việc làm của bà à, Nancy á policy đó nó không phải là phạm luật nhưng mà nó đã tạo một cái image không có đẹp và cái đó nó ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử tháng 11 này rất nhiều vì cái đó người ta không có bàn luận nhưng mà báo chí truyền hình họ có đưa những cái hình ảnh đó ra và một cái hình ảnh rất là xấu và một vị đương kim tổng thống đứng đó mà bà cứ đứng bà từ tốn bà xé cái tờ giấy đi thì cái sự mà nóng giận của bà ấy, nó gây một cái tai hại thứ nhất đó, là cho tất cả những cái người mà trong đảng dân chủ ứng cử vào trong quốc hội hay là ngay cả tái, Tổng ứng, thông, cử. tái yeah. ứng cử trong kỳ tới thành cái chuyện đó là cái chuyện quan trọng hơn là cái chuyện bà phạm luật yeah. thế thì thưa anh võ thanh nhân và quý vị thì tôi biết tìm hiểu thêm đó là tôi suy nghĩ là khi bà làm như vậy rồi đó thì bà sẽ có thể bị chỉ trích hay là gì từ phía đảng không thì uh, câu trả lời là không là bởi vì bà là một cái người mạnh nhất trong đảng dân chủ bây giờ thì không ai có thể trực tiếp mà chỉ trích bà nhưng mà người ta có cái sự không bằng lòng từ ở bên trong và cái điều mà tôi suy nghĩ nữa đó là liệu bà có tái ứng cử lại trong cái kỳ tới không thì thứ nhất đó nó tùy thuộc vào cái vấn đề tuổi tác của bà ấy bây giờ bà đã lớn tuổi rồi thứ hai nữa là anh nhân cũng thấy rằng nó tùy thuộc ở cái vấn đề mà khác dư luận cho rằng ai sẽ nắm hạ viện và nếu mà đảng cộng hòa kỳ này sẽ nắm trở lại hạ viện đó, thì có đó có nhiều triển vọng có thể bà sẽ không tái ứng cử vì cái lý do lặn uh, lại cớ ra đổi tác và lý do nữa nếu có ứng cử bà cũng không được làm chủ tịch hạ viện. Đấy. Xin được cảm ơn ông đinh hồng cường. Đấy. Cảm ơn anh nhân tôi xin cảm ơn quý vị. Đấy.